đây là bắt đầu vào trung tâm của nó, của Ben. Trước mặt ta đó là nhà thờ Tin Lành. Thủ đô Ben, nói về tôn giáo là Tin Lành là nhiều nhất. Đây nhà ga Ben. Đây là nhà ga. Đâu? Nhà ga. Đó, trước mặt. Trước mặt đó là nhà ga của thủ đô Ben. Và đây là cái nhà thờ Tin Lành ngay đầu phố. Ở phía trước có xe, đó là để trên L, có nghĩa là cái người đang học lái xe phải mang chữ L để người ta biết là người ta chưa có rành lắm, phải đi đằng sau phải cẩn thận. Đây là nguyên một cái dãy của nhà ga Ben, nó chạy dài tuốt xuống dưới kia, đúng không anh? Cái đầu xe lửa, đúng rồi. Em phải đi từ mặt cho đến quẹo của phố chứ, đúng không? Em đậu xe à? Đó, đi vòng đi để đi xuống cái khu Baden Platz á. Đây là vô phố, đó đi về đó để kem quay cro, đúng không? Đó, đây là ta đi vô trung tâm của Ben. Đây là cái tòa án. Tầm nhìn ba mà. Đúng không anh? Đây là cái tòa án của thủ đô Ben. Tầm nhìn ba. Đó, đây là cái nhà tòa án đâu, bên này. Học của nhà đó là nhà của anh đọc chữ gì? Thủ đô Ben. Như nó giống như là một cái tòa hành chánh. Ở phía dưới đây đó là có cái park house đó, cái là cái chỗ cái nhà đậu dưới đó anh. Cái mình có thể đậu dưới đó, cái mình lên. Đó, cái đây đó, cái biểu tượng dòng giống của một cái bà nghệ thuật bà làm á. Và dòng giống anh thấy không? Cái đó là cái spiral đó. Mình đậu dưới này nhé. Dạ. Mình đi bộ vậy có xa lắm không? Không đâu có xa lắm đâu. Bắt đầu ta đi vô trong chỗ đậu xe của metro hả? Hay là Rathaus? Metro tốt hơn hả? Metro gần hơn. Và ta vô, ủa, cái gõ đó là đúng vô, anh biết chỗ phải không? Vô chỗ bãi đậu xe metro ở phía trên hay phía dưới? Phía dưới. Phía trên đâu có đậu phía trên. Hôm nay trời rất là nắng đẹp cho nên mọi người ra ngoài, bổ ra ngoài để mà tắm nắng. Bây giờ là ta đi vào trong cái chỗ đậu xe. Bãi đậu xe. Tới đây thì ta sẽ lấy một cái thẻ. Để trong cái thẻ đó nó sẽ tính là cái giờ mình đã vào đây. Và đây bác Kiều đang thò tay tới để lấy. Và cổng mở ra cho ta vào. Vào chỗ đậu xe. Ồ, có cái xe màu đen vừa mới ra. Vô chỗ đó được anh hả? Vậy là ta sẽ đợi.